Thế giới khăn đẹp xin giới thiệu đến quý khách hàng dòng sản phẩm khăn choàng phụ kiện lụa vuông kích thước 70cm, sử dụng khăn phụ kiện phối với áo sơ mi, tạo nét thanh lịch quý phái nơi công sở. Khăn phụ kiện còn là phụ kiện đa năng dùng làm băng đô cột tóc, cột túi sách giúp chị em tạo điểm nhấn khi đi chơi. Thế giới khăn đẹp, thương hiệu đầu mối chuyên phụ kiện khăn choàng cổ số 1 Việt Nam từ năm 2008, vui lòng liên hệ hotline. Zalo 0906633808, website www .thế giới khăn đẹp com